Gia đình ông Trần Quý Yên ở thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội, năm nay trồng hàng trăm cây hoa đào. Cách đây khoảng một tuần, thời tiết ấm, mưa nhiều khiến ông rất lo lắng trước tình trạng hoa đào nở sớm. Những ngày gần đây, không khí lạnh mạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm sâu, giúp gia đình ông kìm hãm việc hoa đào nở sớm. Do cái rét rét hạ đợt này thì nó sẽ trước lại, không phát nữa. Thì cái lụ của nó vẫn được vẫn được căng mà cây hoa vẫn tươi vẫn tươi thì sau mài vài hôm nữa ấm lên thì nó phát triển tiếp thì tới đây qua cái trận xét này nó lại ấm lên được vài ngày lại quần xét nữa thì người dân chúng tôi khả năng là là cũng có thu nhập người nông dân thì làm được cây đào mà khi đã nghe thấy tin rét đậm chết hại là là nông dân là cũng không lo lắng về bị nở nở trước nữa mùa đào này là tôi cũng hy vọng là tất cả làng là đều được bán chắc là son sẻ hết. Nhiệt độ tại Hà Nội những ngày này có lúc xuống dưới 10 độ C, nhưng từ sáng sớm đến tối, người dân ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh vẫn ra vườn chăm sóc cây hoa đào. Làm việc ngoài trời dưới thời tiết rất đậm, rét hại, người dân phải chuẩn bị nhiều trang phục giữ ấm hơn, vất vả hơn, nhưng họ vẫn rất vui mừng bởi thời tiết này đã cứu khoảng 80 hecta hoa đào trong xã. Đợt mưa kéo dài Uh, nhiệt độ nó hơi cao trong một tuần vừa qua thì đe dọa nghiêm trọng đến đến cái thu nhập của người dân trong đào truyền thống thôn phù trì vì khi mưa nhiều với nhiệt độ nó hơi cao đào nó nở trước nhiều nhưng rất may lại có đợt rét rét đậm lần thứ hai này thì sẽ kìm lại rất hợp với nhiệt độ của cây hoa đào mùa đông thì tết theo dự báo là cũng rét đến hết tuần và sẽ cũng kìm được cái mức độ hoa nở của cây đào và cứu người dân uh, thu nhập ổn định rất là cao. Những người mua hoa đào cũng vui mừng không kém, bởi nếu thời tiết ấm, mưa nhiều như tuần trước, thì cây đào họ đã đặt mua có thể sẽ không đạt được độ đẹp như ý. Năm nào mình cũng mua một cây đào về mình chơi tết. Trời rét như này đi mua đào thì uh, hơi vất vả tí nhưng mà về chơi đào thì nó lại được uh, lâu, nó được tươi. Sau một năm vất vả chăm sóc tết đến là thời điểm người trồng đào gặt hái thành quả theo người dân bên cạnh kỹ thuật chăm sóc thời tiết là yếu tố rất quan trọng quyết định đào có nở đúng dịp tết hay không với thời tiết như hiện nay người trồng đào có thể hy vọng một năm mới thành công đủ đầy